quá chất luôn. Đây phát nổ luôn. Mổ bồ 420 nổ nghe tiếng khác hẳn anh em ạ. Ê anh em nè, bố chụp cơ ra chụp đẹp như mới luôn nhá. Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Vì có sức khỏe thì mới làm được những công việc mình mong muốn, mới làm được, mới kiếm được tiền anh em ạ. Thì hôm nay đây cũng là hôm nay là một dịp rất là đặc biệt. Thì hôm nay lâu lắm rồi em không bán một con máy hổ bồ 420. Thì hôm nay có khách, có anh Tuấn với anh Diện ở Quỳ Hợp Nghệ An. Các anh ấy đi tìm một con máy hổ bồ 420 về để thay vào con xe đầu kéo 420 của anh Diện. Anh ấy có hai con xe 420, anh ấy chuyên chở đá để chở tượng, chở đá để vào Đà Nẵng này với Sài Gòn, ở trong Sài Gòn để cho người ta đúc tượng Quan Âm cái thứ đấy anh em ạ. Thì anh ấy bị hỏng máy thì anh ấy ra tìm, thì anh ấy tìm ở mấy cửa hàng xung quanh đều là máy điện thôi, máy hổ bồ điện, nhưng người ta mua bơm mua kim về để thay sang máy cơ ấy. Thì các anh ấy không mua cái dòng máy đấy, anh ấy muốn tìm một con máy nguyên bản máy cơ. Thì anh ấy tìm đến em thì cũng rất là may là cửa hàng em còn ba con máy cơ, thì anh ấy đã chọn một con máy này. Thì thực sự là cái máy hổ bồ 420 này nó là máy hổ bồ đầu kéo 420 nha anh em nhé, đầu kéo 420. Máy này thì nó từ đời 2015 2016. Máy này ở Việt Nam mình chưa cắt, chỉ có mua nhập từ bên nước ngoài về mới có thôi. Máy này thì nó khác hoàn toàn với những cái máy bình thường. Nó khác với những cái máy bình thường. Để em sẽ đầu tiên là em sẽ giới thiệu qua cái vòng tua và công suất của con máy này cho tất cả anh em cùng biết nhá. Con này là máy, nó là lòng của nó là bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Lòng con máy này bao nhiêu nhỉ anh? Lòng của nó là 1 tấc 29 nha anh em nhé, lòng 1 tấc 29 và vòng tua của nó là 2002 và mã lực của nó là 420 PS. Thì cái con máy hổ bồ 420 này nó sẽ khác với những con máy 371 375, khác với con máy đấy là nó sẽ khác ở chỗ này. Em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em cùng xem này. Nó sẽ khác về, đầu tiên là cái con heo nhá, đầu tiên là đây anh em xem này, đầu tiên là cái con heo này, cái con heo dầu của con 420 này nó sẽ cắm trực tiếp vào đây. Và tất cả những cái con máy 375, 371 nó sẽ có một đoạn lối ở đây, nó sẽ qua cái có cái bơm hơi ở đây nha anh em nhá. Còn bộ đặc trưng của con máy hổ bồ 420 đời cao này là nó sẽ cắm bơm trực tiếp vào cái đầu bao côn này nha anh em nhá. Và cái máy hổ bồ này á, là cái lắp của nó là lắp cabo to rồi, lắp cabo to. Thực sự là nói thật với anh em là anh em, nếu mà anh em theo dõi kênh của em rồi, em đã đăng lên kênh bán hàng của em những con máy hổ bồ 420 em bán ấy, lỗ tiếng nổ của nó như kiểu khủng long ấy, khủng long gầm ấy. Nó tiếng nổ nó rất khỏe vì nó mã lực của nó rất là lớn, nó đặc trưng của nó là khác những con máy khác. Và giữa máy điện và máy cơ tiếng nổ nó cũng khác nhau nha anh em nhá. Và con máy này còn rất là đẹp, anh em xem này. Nhìn cái màu cái bơm của nó vẫn còn nguyên zin nhá, bơm kim còn nguyên zin này, bơm còn nguyên zin này. Máy này em chưa rửa đâu vì nó để lâu nó hơi bị bụi bặm. Nhưng quan trọng là cái chất máy anh em ạ. Lốp thật sự có rất là đẹp. Máy này thì ở Việt Nam mình chưa có, Việt Nam mình chưa cắt, chỉ có mua nhập ở bên nước ngoài về mới có thôi. Máy này máy nghĩa địa, thực sự là quá đẹp luôn. Đây anh em xem tất cả cờ chin này, bơm kim cái thứ, bơm nó cắm trực tiếp luôn. Đây em sẽ quay sang phần bên này, tất cả anh em xem này. Đây có những con ốc đầu trục cơ còn nguyên zin nhá, chưa có dấu mở. Máy này thì không có nghĩa lý gì mà không cốt không cả. Máy này thực sự nó còn rất là đẹp, em thì chưa có thời gian để rửa kỹ đâu, không có thời gian để rửa kỹ vì mình nhiều việc quá. Mà hôm nay bây giờ có khách, có anh Diện với anh Tuấn, anh ấy đến mua ở trong Nghệ An, anh ấy đến mua thì em mới có thời gian để cẩu ra. Nếu mà con này rửa sạch y rất là đẹp đấy mọi người ạ. Đây anh em xem, 420 thì nó sẽ turbo của nó sẽ nằm ở giữa nhá, turbo nằm ở giữa này. Thực sự là cái máy này thì nó khác tất cả những cái máy khác. Và đây một mình nó là bơm hơi nằm một bên nhá anh em nhá, bơm hơi của nó sẽ nằm ở bên này này. Anh em xem những cái lốc của nó còn rất là lốc của nó còn rất là mới này. Mà có mỗi cái máy 420 này là cái lốc của nó có những hình ô vuông như kiểu bàn cờ này anh em này. Mới 420 này là đặc trưng của nó là như vậy. 420 là lốc của nó ô vuông như bàn cờ luôn. Đây sinh hàng của nó đây. Đây. Của nó là 309 kW nhé. Vòng tua của nó là vòng tua 2000 và vòng tua 2000 của nó là 1100 kg này. Của nó là 1 tấc 29 420 đấy. Đây anh em xem máy nó còn rất là đẹp.
tất cả. Nhìn tổng thể nếu mà con này có thời gian rửa đi thì rất là đẹp. Hình thức thì quá ok rồi. Quá ok rồi, bơm hơi cái thứ là của nó là tất cả là. Nói chung là con máy sẽ khác với những con máy 371, 375 là khác rất là nhiều. Tất cả thì cái bộ chi này nó cũng khác hết. Nhưng nói chung là đẹp. Máy này là máy nghĩa địa này là đẹp. Còn hình thức thì quá ok rồi nha anh em nhá. Bây giờ chỉ có chờ. Bây giờ sẽ cho anh em, em sẽ cho anh em thợ test lỗ để cho anh Tuấn và anh Diện anh ấy kiểm tra chất lượng. Thứ hai là em cũng sẽ đăng lên kênh bán hàng. Nếu mà anh em nào có nhu cầu về cái dòng máy này thì alo cho em nhá. Thì em sẽ tư vấn cho mọi người làm sao nếu mà mọi người thích lắp đổi máy hay là muốn lắp cái dòng máy này hay là dòng máy 375 hay bất kỳ dòng máy hồ to nhỏ nào thì cứ alo cho em. Em sẽ tư vấn cho tất cả. Thằng lái anh ơi. Em sẽ tư vấn cho anh em làm sao có thể mua được một con máy nào nó phù hợp nhất với công việc của mình và điều kiện kinh tế của mình nhá. Thì bây giờ em sẽ cho anh em thợ em thợ test lỗ để cho anh Tuấn và anh Diện xem luôn này. Quá chất luôn. Đây phát lỗ luôn. Ở bộ 420 lỗ nghe tiếng khác hẳn anh em ạ. Đấy rồi, đạp chân vào đây là sới. Giữ máy. Cháy cái quạt rồi anh ơi. Cháy cái quạt. Quay cái quạt đi trời. Vừa bị gãy cánh quạt xong ấy, cũng nguyên trời, tí vào mặt. Quá đẹp luôn. Đấy, vừa rồi em vừa lỗ xong cho anh Diện với anh Tuấn ở Quỳ Hợp Nghệ An con hổ bồ 420. Thực sự anh em là cái hổ bồ 420 ấy thì ra đi. Rất là khác. Cánh quạt bỏ hẳn đi. Khác máy 375 này và khác máy 375 này. Anh có dùng anh. Khác máy 371 và nó cũng khác hoàn toàn với cái máy nó có cả hổ bồ được hổ bồ 420 điện nhá. Và đây là hổ bồ cơ, máy điện thì chuyển từ máy cơ với thay đít bơm, thay bơm này. Thay kim này là từ máy điện sang máy cơ được, nhưng con máy là máy cơ xịn nha anh em nhá. Các anh Diện với anh Tuấn anh trai anh đi tìm mấy cửa hàng không chỗ nào có máy cơ cả. Có cửa hàng của em có còn mấy con máy cơ 420. Mà máy này thì chắc chắn là ở Việt Nam là chưa cắt anh em ạ. Máy quá đẹp luôn, quá chất. Đấy em vừa cho anh em tháo đáy để chuẩn bị bổ trụ cơ ấy. Máy quá đẹp. Và lỗ tiếng nổ này nó rầm rầm ấy. Nó khác với những con máy bình thường anh ạ. Thì rất may hôm nay đáng nghe là anh Tuấn với anh Diện về nhà rồi. Anh, ở đâu nhỉ? Anh ấy không biết cửa hàng của em. Anh ấy về nhà khách khoảng 20 cây rồi thì có hôm nổ dốc. Có một anh thợ cho các anh ấy số điện thoại của em. Điện thì anh ấy bảo chắc chắn có máy thì anh ấy quay lại. Thì cũng may là có người cho số điện thoại, không thì chắc là anh em không gặp được nhau anh em ạ. Rất là may.
đúng là rảnh nha. Đôi bên cùng có lại. Đôi bên cùng có lại. Thì ôi, bây giờ em sẽ cho đây, việc đã xong rồi. Em nhìn thấy con máy ở dưới kia. Kiểm tra hết trục cư nha. Cho anh Tuấn và anh Diện rồi sẽ cẩu máy lên cho các anh ấy để các anh ấy về Nghệ An. Về Quỳ Hợp Nghệ An cho sớm nha anh em nhá. Bây giờ sẽ cho anh em thợ làm đây. Đấy, vừa rồi lỗ thì đã ok rồi nhá anh em nhá. Bây giờ là em đến phần bổ trục cơ cho anh Diện ở Quỳ Hợp Nghệ An, anh ấy kiểm tra trục cốt rất là ok. Nghe tiếng nổ về máy 420 này thì nó gọi là tiếng nổ của nó quá đặc trưng rồi. Không giống với con máy nào cả, rầm rầm rầm. Quá đẹp, alo. Tí nữa điện rồi nhá. Quá chất. Rồi, anh em xem cổ trắng tinh luôn. Mà anh em nghe tiếng nổ máy 420 nó khác hẳn với máy 375 và máy 371. Cái tiếng nổ nó rầm rầm như kiểu như con khủng long ấy. Em bán máy này nhiều rồi em biết. Máy này thì máy nghĩa địa này thì 100% là cốt không hết. Sao lâu ấy sinh? 100% cốt không hết. Có cái là anh Diện với anh Tuấn là thợ của anh Diện thì các anh ấy cứ yêu cầu là thôi cứ bổ ra cho các anh ấy yên tâm luôn. Để sau xong là chở là làm một số thủ tục phẫu thuật nhỏ nhỏ để trở về Quỳ Hợp Nghệ An thôi anh em ạ. Ê anh em này, bổ trục cơ ra trục đẹp như mới luôn nhá. Quá đẹp. Có bộ này không anh? Bộ luôn đi. Lắp cái này một trước kia đã. Bộ ra thì lắp hai cái. Bạc vứt không xem à? Không cần cốt. Chỉ cần cốt rồi. Máy này thì có ai thay cốt một đâu. Đúng rồi. Quá đẹp. Rực rỡ luôn nhá. Ba cái xính đầu lợn. Cái này khó khăn con này là nó không kiểm tra được 3 lị ê. Nguyên hết rồi anh đấy, cái này nó còn nguyên của nó mà. Đừng đón đeo ai hộp bồ kẻ ra ba đi. Cắt cắt quá đẹp. 420 nhá, 420 PS anh em ạ. Máy này nổ nó như khủng long ấy, khủng long gầm ấy. Số 2 đây nhá anh em nhá. Bạc trục như mới. Đấy. Anh Tuấn quá hài lòng rồi. Rồi về phát chỉ có lắp lên con đầu kéo đấy, đầu kéo của vô 420 kéo đá từ Nghệ An vào trong Đà Nẵng. Quá chất. Theo yêu cầu của anh Diện và anh Tuấn, bổ luôn cả 6 cổ luôn nhá. Bổ luôn cả 6 cổ cả trục cơ luôn. Cổ nào cũng bổ. Hàng đẹp thì nói gì? Hàng đẹp thì không sợ cái gì hết. Thường thường là anh em chỉ bổ một cổ là công thôi, nhưng đây hai ship ở Nghệ An, Quỳ Hợp Nghệ An là bổ cả 6 cổ luôn. Bổ ra lắp vào luôn anh em ạ. Dân Nghệ An giàu chắc chắn quá. Người em phải công nhận là nếu mà để đi nói mà đi mua máy kỹ nhất là Nghệ An đi Thanh Hóa. Vừa rồi ai cũng có cái video là giàu chắc trong các tỉnh giàu nhất ở Nghệ An là giàu nhất đấy anh ạ. Giàu nhất bằng Phúc. Không, em nghe thấy. Hôm sau mà đã xong 6 cổ nhé anh em nhá. Có cái làng gì không? Đã xong 6 cổ. Có cái gì? Quá chất. Hey, con hổ vồ 420 cho anh Diện với anh Tuấn đã xong nhá. Đây à. Giờ cẩu lên xe cho hai anh chở con bán tải này về Quỳ Hợp Nghệ An đấy anh em ạ. May mà anh ấy về được 20 cây số rồi. May mà có số điện thoại để quay trở lại mua máy, không thì về lại phải sửa máy thôi. Máy quá đạt chất lượng luôn, quá ok luôn nhá. Chúc cho anh Diện về lắp lên con xe 420 của anh ấy chở đá vào Đà Lạt, à Đà Nẵng, gặp nhiều may mắn, kiếm thật nhiều tiền nhá. Chúc cho ông anh dùng thật tốt, dùng thật bền nhá. Xin cảm ơn hai anh đã ủng hộ cơ sở của em, và cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em, bạn bè, các bạn hàng và các anh em đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng và ủng hộ kênh bán hàng của em. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe nhá. Và chúc cho mọi người luôn luôn may mắn và thành công.
xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Rồi anh em xem này, máy quá đẹp luôn. Xin chào.